Hoài Linh tham gia game show nhiều, khán giả ít xem tôi diễn. Nam danh hài cho rằng việc anh xuất hiện quá nhiều trong game show, chương trình truyền hình khiến khán giả bớt xem mình diễn. Vì vậy anh đã hạn chế nhận lời làm game show. Những ngày qua Hoài Linh và dàn diễn viên hài quen thuộc của sân khấu miền Nam như Nhật Cường, Nam Thư, Hứa Minh Đạt, Ngọc Trinh, Tiết Cương đã tập luyện liên tục tại nhà hát Bến Thành, thành phố. Cả ekip đang tất bật tập luyện cho vở kịch dài Ra Diên Anh Cưới Em phần 2. Sau giờ tập, chia sẻ về lý do vắng bóng game show suốt năm qua, Hoài Linh nói: "Nhiều người thắc mắc khi không thấy tôi xuất hiện trên truyền hình, tưởng tôi tạm nghỉ dưỡng sức. Thực ra tôi vẫn đi diễn đều đặn ở các tỉnh. Tôi mong khán giả có lại thói quen xem kịch để sân khấu được sáng đèn thường xuyên, không bị mai một như nhiều bộ môn khác. Đây cũng là một tâm nguyện tôi cần thực hiện." Với Hoài Linh, việc đứng diễn trực tiếp trước khán giả vất vả nhưng anh cảm thấy vui. Đã với nghề hơn, tôi cứ mãi xuất hiện trên truyền hình, khán giả có lẽ cũng bước đi xem tôi diễn. Sau một năm đi diễn ở các sân khấu, tôi thấy kết quả rất khả quan, khán giả ủng hộ mình nhiệt tình, anh kết luận. Nam danh hài đến sớm tập kịch cùng đàn em, Ra Diên Anh Cưới Em phần 2 đã được Hoài Linh diễn nhiều lần, nhưng mỗi lần anh diễn đều tìm thêm mảng miếng, tung hứng với đàn em nhằm mang đến tiếng cười cho khán giả. Sau khi hoàn thành phần tập của mình, Hoài Linh vẫn nén ở lại theo dõi mọi người tập. Đồng nghiệp khen ngợi nam danh hài nhanh nhẹn và có thể lấn át bạn diễn, nhưng anh luôn nhường nhịn và nâng đỡ. Nam Thư Nguyệt Ánh cùng dàn diễn viên tham gia vở diễn Kiều Nữ Làng Hài luôn sát cánh với Hoài Linh diễn kịch Tết. Cô được anh giúp đỡ ngay từ khi mới ra trường. Hứa Minh Đạt và Nhật Cường cũng là hai bạn diễn ăn ý của Hoài Linh, vai diễn xấu bảnh. Năm cự do nam danh hài và Nhật Cường thể hiện đã được khán giả yêu thích nhiều năm qua. Trong khi đó, Hứa Minh Đạt gắn bó diễn chung nhóm hài với Hoài Linh ở nhiều show trong và ngoài nước. Diễn viên Ngọc Trinh lần đầu kết hợp với các nghệ sĩ hài, trước đây chỉ diễn ở sân khấu 5B, Thế Giới Trẻ. Nữ diễn viên cũng từng đầu tư làm sân khấu nhưng phải dừng lại vì vướng mắc với lãnh đạo nhà hát sân khấu kịch thành phố. Thậm chí Ngọc Trinh đã kiện nhà hát này ra tòa.